Má, cái canh này là cái gì vậy má? Tại trước con nhỏ mà ưa nấu cái này lắm. Cái này má, cái này là shrimp á. Thường thường shrimp ở mấy cái kia mắc tiền lắm, 3-4 đồng một 100 g or 100 g or 200 g, something like that. Cái này ngon lắm á. Với lại con thích cái eggplant. Cái đó là cái eggplant, đó là khác. Có người ăn cái má nhớ cái này mà má nấu vậy, má bỏ cái eggplant vô mấy cái trắng ở trong cái bottle á, má mua á.